Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Phim 247. Tháng 11 này, nhiều cái tên đình đám như Vương Hạc Đệ, Triệu Lệ Dĩnh sắp quay lại đường đua Hoa ngữ. Dưới đây là top 6 bộ phim chung lên sóng tháng 11 năm 2022 cực hot mà bạn không nên bỏ lỡ. 1. Phù Đồ Duyên. Vương Hạc Đệ, Trần Ngọc Kỳ. Phim kể về một câu chuyện tình yêu phức tạp giữa thái giám cải trang Tiêu Đạc, Vương Hạc Đệ và thê thiếp của Hoàng đế Bộ Âm Lâu, Trần Ngọc Kỳ. Bộ Âm Lâu vừa qua vòng tuyển tú thì không may nhận được chỉ thị tuẫn táng theo tiên đế. May thay, nàng được Tân Hoàng nhìn trúng nên được Tiêu Đạc cứu và đem về Tiêu gia. Ngày qua ngày, Âm Lâu và Tiêu Đạc dần nảy sinh tình cảm với nhau nhưng chỉ dám chôn chặt trong lòng vì trở ngại thân phận. Đối mặt với chung trùng trắc trở, sự chèn ép của Tân Hoàng và bí mật đằng sau thân thế của Tiêu Đạc, liệu cả hai sẽ có một cái kết có hậu? Phim sẽ lên sóng vào ngày 1 tháng 11 năm 2022 trên EQD. 2. Cảm ơn bác sĩ, Dương Mịch, Bạch Vũ. Chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách ICU 48 giờ, bộ phim kể về bác sĩ khải ngoại Tiêu Nghiên, Dương Mịch thủ vai, trải qua nỗi đau mất đi vị hôn phu Lâm Chí Viễn, cô quyết định vào bệnh viện Đồng Sơn. Tại đây, cô cùng bác sĩ Bạch Thuật, Bạch Vũ thủ vai tại khoa EICU, khoa cấp cứu phòng chăm sóc đặc biệt ICU, dùng y thuật tinh vi cứu chữa lần lượt nhiều bệnh nhân. Bề ngoài, Tiêu Nghiên có vẻ cuồng dã, nhưng trên bàn phẫu thuật, cô như một cỗ máy tinh vi. Bạch Thuật hàng ngày dùng y thuật của mình lấy lại hy vọng sống cho những bệnh nhân mắc bệnh nan y. Ngày ngày, đêm đêm, ở phòng phẫu thuật, hai đối phương bắt đầu mở lòng của nhau, nhận ra đồng điểm và ưu điểm của nhau. Phim ấn định phát sóng từ ngày 4 tháng 11 năm 2022 trên CCTV 8 và 3 nền tảng online, đang xem video, EQD, Roku. 3. Không hẹn mà gặp, Thái Văn Tịnh, Bành Quán Anh, Vương Kính Tùng. Nguyễn Chân Chân là một tiểu công chúa ngu dốt. Trong mắt người ngoài, sống giản dị và hạnh phúc dưới sự bảo bọc của người chồng tài chính Hứa Du Ninh. Và tất cả những điều này đã biến mất với cái chết tình cờ của chồng cô. Và bỗng chốc, cô trở thành một công chúa gặp nạn với món nợ khổng lồ do chồng để lại. Cao Tuấn, một cựu sinh viên luật sư, đột ngột xuất hiện, dường như là người giải quyết chuyện này. Nguyễn Chân Chân tuy rằng đơn thuần nhưng không ngu ngốc. Đối mặt với người xâm nhập bất ngờ này, cô hoài nghi về sự nhiệt tình của Cao Tuấn. Nhưng khi hai người sống tối ở chung, cô dần buông bỏ sự phòng bị và mở lòng hơn. Phim chính thức lên sóng độc quyền trên Youku vào ngày 2 tháng 11 năm 2022. 4. Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa. Trần Phi, Trương Tịnh Nghi. Phim chuyển thể xoay quanh cuộc đời và chuyện tình của Chu Vận và Lý Tuân, hai người là một cặp oan gia trong trường đại học, nhưng dần dần nảy sinh tình cảm với nhau. Ngỡ tưởng cặp đôi sẽ có một tương lai sáng lạ sau khi ra trường, nhưng vì tai nạn của chị gái, Lý Tuân đánh người trọng thương phải vào tù. Từ một thanh niên ưu tú, Lý Tuân rơi xuống đáy xã hội. Trong suốt thời gian đó, Chu Vận vẫn ở bên giúp anh làm lại cuộc đời. Phim chính thức lên sóng độc quyền trên Roku vào ngày 3 tháng 11 năm 2022. 5. Hộ Tâm, Hồ Minh Hạo, Châu Dã. Tố Ảnh vốn là chân nhân lại cho tim mình cho tướng quân là phàm nhân. Vì để cứu người mình yêu, Tố Ảnh tiếp cận yêu long ngàn năm thiên diệu, Hồ Minh Hạo để lấy bộ giáp vảy rồng của hắn. Thiên Diệu từ đầu đã phát hiện ra ý đồ của Tố Ảnh nên đã tự lục vảy hộ tâm và mang nội đan rồng của mình giấu đi. Nào ngờ, vảy hộ tâm rơi xuống trần gian lại trúng vào Nhạn Hồi, Châu Dã, bé gái bị khiếm khuyết ở tim. Nhờ có vật trên trời rơi xuống, Nhạn Hồi xấu số được cứu, lại còn có tư chất hơn người. Không những thế, Nhạn Hồi còn có thể nhìn thấy linh hồn. Sau đó vô tình, giải được phong ấn chấn hồn của Tố Ảnh lên người Thiên Diệu, mối duyên của hai người bắt đầu từ đó. Phim chính thức lên sóng vào ngày 11 tháng 11 năm 2022. 6. Dã Man Sinh Trưởng, Triệu Lệ Dĩnh, Âu Hào. Phim xoay quanh cô gái Hứa Bán Hạ, tay trắng làm nên sự nghiệp, trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ vị thế cao trong ngành công nghiệp thép. Từ nhỏ, Hứa Bán Hạ đã là một người con gái độc lập, có tầm nhìn độc đáo và cá tính quyết đoán. Sau này, cô đã một mình lăn lộn trong ngành sắt thép, trải qua bao gian nan vất vả để gây dựng sự nghiệp của riêng mình. Trong các bộ phim mà kênh vừa giới thiệu, bạn đang mong chờ bộ phim nào? Hãy để lại cảm nhận của mình xuống dưới phần bình luận và đừng quên theo dõi những video mới hơn được phát sóng trên kênh Phim 247 nhé!